Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Thì cuối tuần lại đến, chúng ta lại ngồi lại với nhau xem lại cái lịch sử giao dịch trong tuần vừa qua cũng như là lên kế hoạch cho cái tuần giao dịch sắp tới. Thì chắc hẳn tuần vừa rồi là các bạn giao dịch BTC cũng đã chứng kiến được cái sự đảo chiều của cái time frame H4 từ tăng thành giảm, và BTC đã phá qua dứt điểm cái key level tăng của time frame H4. Và trong tuần vừa qua thì đầu tuần mình cũng đã gợi ý các bạn một cái lệnh buy lên, nhưng mà cái lệnh này mới chỉ đi được có 1 giờ thôi và nó đã quay đầu chặn MN. Thì nếu bạn nào mà quản lý được cái lệnh này thì có thể là hòa vốn, còn nếu không thì chúng ta đã bị SN trong tuần vừa rồi, giá phá lên nhưng mà ngay lập tức lại đảo chiều đi xuống và phá qua dứt điểm cái tham phiên 4. Và hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn lại xem BTC đang ở xu hướng nào, ở khung thời gian nào để chúng ta có thể đưa ra được cái kế hoạch giao dịch trong tuần tới. Thì quay lại cái một chút về cái lệnh của tuần trước, đầu tuần trước. Khi đầu tuần trước thì mình nhận định là BTC phá qua cái vùng phá vỡ giả ở tham phiên H4 ở đây. Đây mình kẻ đây. Đấy thì mình có hướng dẫn các bạn, có gợi ý các bạn là chúng ta có thể là thực hiện một lệnh buy khi giá retest lại cái vùng phá vỡ giả này và chúng ta buy lên target của chúng ta đến vùng 52.600 này. Đấy thì khi giá nó đi được có một đoạn thôi là được khoảng 1 giờ thì không vượt qua được cái đỉnh cũ. Đây, mình vẽ cái đỉnh cũ đi ra. Giá không vượt qua được cái đỉnh cũ ở đây. Đấy, giá chạm lên và đứng lại ở đó khoảng tầm khoảng 7-8 cái lến và giá quyết định nó đi xuống. Đấy, thì những bạn nào mà quản lý lệnh khi giá không vượt qua mà kéo SN về hòa vốn thì các bạn có thể là giữ được cái lệnh đó ở cái trạng thái hòa vốn. Còn không thì đã bị SN. Thì ok, thì bây giờ chúng ta đã xác nhận là trong tham phim H4 nhé, là giá đã phá dứt điểm qua cái vùng phá vỡ giả này và tham phim H4 đã chuyển từ xu hướng giảm tăng thành xu hướng giảm. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ lại cái cấu trúc của tham phim H4, của cái xu hướng giảm tham phim H4 để các bạn cùng nhìn. Ok, hiện tại thì giá đã phá qua cái key level của tham phim H4 và cái xu hướng hiện tại của tham phim H4 của BTC đang là một xu hướng giảm các bạn nhé. Xu hướng BTC trong tham phim H4 đã chuyển thành xu hướng giảm. Vậy chúng ta sẽ nhìn thêm một cái tham phim lớn hơn là tham phim ngày để chúng ta nhìn có một nhìn tổng quan hơn với BTC. Thì hiện tại sau khi phá qua cái key level tăng của tham phim H4, ok, mình sẽ bỏ cái key level, cái cấu trúc phía trước đi để các bạn đỡ bị rối mắt. Ok, cái lệnh này chúng ta đã bị SL trong cái đầu tuần vừa rồi. Thì hiện tại là giá đã tạo cấu trúc giảm trong tham phim 4 và giá đã đi đến cái vùng đỉnh cũ của tham phim ngày. Đây là tham phim D nhé, tham phim ngày của BTC. Và giá đang bị giữ chân lại tại tham phim ngày bằng một cái cặp lến trước, đó là cặp lến Maruvozu. Sau đó là giá tiếp tục có những dấu lến chạm đến cái vùng này và tiếp tục phản ứng. Và tại cái thời điểm mình làm video đây thì chưa lên đóng đến ngày đấy, nhưng mà đang có một cái cây nến lực mua rất là lớn tại khung H4, tiếp tục là có thể khi đóng nến có thể là một cây nến Maruvozu nhấn chìm rất nhiều cái cây nến giảm trước đó. Thì vậy hiện tại thì chúng ta sẽ lên đưa ra cái phương án giao dịch như thế nào với cái cặp BTC cho USD này. Thì hiện tại là xu hướng của H4 đang là một xu hướng giảm và đây là cái key level của xu hướng giảm H4 để mình vẽ các bạn. Key level quan trọng của xu hướng giảm. Đây là key level quan trọng của xu hướng giảm mới H4 hiện tại. Cái đặc trưng nào mà giá mà bây giờ chưa phá qua được cái vùng giảm 48.600 này thì cái xu hướng H4 của BTC là một xu hướng giảm. Nhưng giá hiện tại lại chạm về cái vùng đỉnh cũ của cái tham phim ngày là tham phim tăng. Đây, cái cấu trúc của tham phim ngày đây mình vẽ cho các bạn nhìn. Tham phim ngày của BTC. Đây, ở tham phim ngày thì chúng ta xác nhận là một cấu trúc tăng. Thì vậy thì giờ này chúng ta sẽ làm gì? Thì hiện tại thì theo cá nhân mình, ở cái tham phim H1 này nó cũng đang là một vùng tranh chấp sideways trong một cái vùng biên độ hẹp.
đây ở cái đáy dưới và mình vỗ cái vùng trên này. Thế thì theo cá nhân mình thì BTC trong tuần tới các bạn có thể là đưa ra một cái kế hoạch giao dịch như này. Hiện tại là tham phim ngày là chúng ta đã về đến vùng tăng, đã vùng đỉnh cũ, gọi là một cái vùng mua mạnh của tham phim ngày, và giá đang có dấu hiệu phản ứng là đang được giữ giá tại đây và không có dấu hiệu đi xuống tiếp. Đấy, ở tham phim H4 thì là một xu hướng giảm, chúng ta sẽ ưu tiên một lệnh sell trong một xu hướng giảm của tham phim H4. Chúng ta sẽ lấy tham phim H4 là tham phim giao dịch của chúng ta. Đấy, nhưng hiện tại ở tham phim H4 cũng như tham phim H1 chúng ta xác nhận được BTC đang sideways trong biên độ hẹp giữa cái vùng giá 44.000 này và cái vùng giá 40.700 mà 48.000 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ xác nhận, nếu BTC tiếp tục sideways trong cái vùng này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên đứng ngoài và không giao dịch. Nếu BTC phá lên được cái vùng 44.000 này, 44.500 này, phá dứt điểm lên đấy và đi lên đây thì chúng ta sẽ chờ nó retest lại và chúng ta sẽ canh buy lên cái vùng đỉnh cũ, cái key vùng quan trọng của cái tham phim H4 chính là vùng giá 48.500 này. Còn nếu trường hợp BTC phá xuống, phá qua được cái vùng giá tranh chấp này và tiếp đi xuống thì chúng ta sẽ tiếp tục canh sell BTC theo tham phim H4 và lúc đấy chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá, cái key level quan trọng của tham phim này chính là cái vùng giá đây, khoảng 37.000, 36.700 đến 38.000. Thì ok nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xác nhận là tham phim H4 đang là một xu hướng giảm, tham phim ngày của BTC vẫn là một xu hướng tăng và giá đang có sự tranh chấp giá tại cái đỉnh cũ của tham phim ngày. Thì bây giờ chúng ta vẫn cứ ưu tiên theo tham phim H4 là cái xu hướng đang giảm, chúng ta sẽ canh sell. Nhưng vì giá đang sideways biên độ hẹp trong cái vùng giá này ở tham phim H1 và tham phim H4 thì các bạn nên đứng ngoài. Nếu trường hợp đã phá qua cái vùng đáy này, phá qua khỏi cái vùng sideways này thì chúng ta sẽ tiếp tục canh sell BTC xuống cái vùng giá 38.000 đến 37.000 này. Còn nếu giá phá qua đi lên thì chúng ta sẽ canh buy BTC và chúng ta cũng chỉ tối đa nên TP đến cái TP đầu tiên này, đó là cái TP an toàn, đó là cái vùng giá 48.000. Bởi vì hiện tại xu hướng của BTC H4 là xu hướng giảm và đây là cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm đó. Nếu cái xu hướng giảm này nó được tiếp diễn thì đây sẽ là cái vùng bán rất mạnh của BTC. Còn nếu mà BTC phá qua được thì lúc đấy chúng ta sẽ xác nhận lại là cấu trúc BTC ở sau H4 lại chuyển thành cấu trúc tăng, thì lúc đấy chúng ta sẽ giao dịch cánh buy. Còn hiện tại chúng ta sẽ ưu tiên hơn lệnh sell tại tham phim H4 theo cấu trúc của tham phim H4 đấy, nhưng giá đang tranh chấp biên độ hẹp trong cái vùng đỉnh cũ của tham phim ngày, cho nên chúng ta sẽ chờ giá phá qua. Nếu giá phá tiếp tục xuống dưới chúng ta sẽ sell xuống đến cái vùng 37.000 đến 38.000 này. Còn nếu giá phá qua đi lên thì có nghĩa là giá đang có hướng hồi lại ở trong tham phim H4 thì chúng ta sẽ canh buy lên theo cái cấu trúc của H1 và chúng ta TP đến cái key level quan trọng của tham phim H4 thôi. Đấy, dù giá có phá tiếp đi chăng nữa hay không thì chúng ta cũng chỉ nên TP ở cái vùng này là một cái TP an toàn và chúng ta có thể dễ đạt được. Đấy, thì với BTC thì trong cái tuần giao dịch sắp tới thì cá nhân mình đưa ra những nhận định như vậy thì các bạn có thể. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp vàng. Thì trong tuần vừa qua thì vàng sâu trên USD đã đi khá đúng với cái kế hoạch chúng ta đang đưa ra. Đó là trong tuần trước thì giá vàng nó tại đây, nó đã phá qua được cái vùng sideways trước đó của tham phim H4 và như mình với các bạn đã đưa ra cái nhận định là trong tuần tới nếu giá vàng mà chưa xuống đến cái vùng đáy này, chưa đến cái vùng đáy của cái key level ngày này, đây là một cái vùng đáy của key level ngày, thì giá vàng hồi lại là cái cơ hội cho chúng ta canh sell, bởi vì xu hướng của H4 và H1 đều là xu hướng giảm và cái vùng key level vùng đáy cũ này là vùng rất mạnh, là giá sideways rất lâu và khi giá phá qua được thì khi giá hồi lại thì đây sẽ là một cái vùng canh sell rất tốt. Thì đúng như chúng ta dự đoán, giá vàng đã hồi lại và chúng ta có thể thực hiện một lệnh sell trong cái tuần vừa qua. Đây vẫn là cái key level quan trọng của tham phim H4 nhé. Đấy, đến thời điểm này cấu trúc của tham phim H4 nó vẫn như thế này. Đấy, thì trong tuần vừa qua thì mình đã sell được một lệnh vàng khá tốt và hiện tại mình vẫn đang giữ, bởi vì vàng nó chưa về đến cái vùng mua mạnh theo cái quan điểm cá nhân mình nên hiện tại mình vẫn đã giữ. Đấy, nhưng mà đến cái thời điểm này thì có thể là các bạn an toàn thì các bạn hoàn toàn có thể kéo SN để bảo vệ cái lệnh của mình rồi, để bảo toàn được cái kết quả mình đã làm được trong tuần vừa qua. Đấy, thì khi giá vàng quay lại cái đáy, cái vùng giá mà trước đó vàng đã sideways rất lâu mới phá qua được thì hoàn toàn là các bạn có thể vào lệnh sell. Thì khi các bạn lần đầu tiên là khi giá vàng quay trở lại chạm và
xuất hiện ngay một cây bin 3 giảm rất là mạnh như này thì hoàn toàn các bạn có thể là canh sell ở 1/2 cây bin 3. Đây, thường nếu mà các bạn giao dịch với bin 3 thì bạn hoàn toàn có thể canh sell ở 1/2 cây bin 3, thì đến đây là giá có thể là đã khớp rồi, hoặc không thì các bạn có thể là giao dịch tại cây nến đỏ thứ hai này là sau khi giá tiếp tục chạm lại cái vùng giá và có một cây nến Maribor nhấn chỉ và xác nhận bằng một cái nến đỏ thì hoàn toàn các bạn có thể vào một cái lệnh sell xuống đến cái đáy, cái vùng giá mua mạnh có thể xảy ra vào chiều như mình với các bạn đã phân tích trong tuần trước. Đấy, các bạn vẫn phải SN ở trên cái key level quan trọng này. Ok, thì hiện tại là giá vàng đã chạy trong suốt một tuần, chúng ta đã chạy được cái tỷ lệ RR là 1:4 ở đâu đây, tỷ lệ của chúng ta là lại 1:4 thì đến đây chúng ta khoảng 1:2 rồi. Thì hiện tại là trong tham phiên H1 các bạn thấy là giá vàng đang có cái sự đây là một vùng giá, cũng là vùng đáy cũ, là vàng đã hai lần chạm với vùng đáy này vẫn chưa phá xuống được, và trên đây là một cái vùng key level của vàng tại tham phiên H1. Đấy, thì đến thời điểm này là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục, nếu các bạn nào đã TP hay là đóng cái lệnh vàng tại cái đáy cũ này rồi thì ok, chúc mừng các bạn, chúng ta đã có lợi nhuận, có thể là tỷ lệ R1 là 1:3. Còn bạn nào mà vẫn như mình đang giữ cái lệnh vàng này rồi thì hoàn toàn là các bạn có thể kéo SL xuống để bảo vệ, bảo toàn một phần lợi nhuận, và chúng ta sẽ tiếp tục gồng vàng đến cái TP tiếp theo, chính là cái vùng giá 1725 này, 1725 này. Đây, mình nghĩ đây sẽ là một cái vùng giá mà nếu cái xu hướng giảm còn tiếp diễn thì giá vàng sẽ phải chạm đến đây. Sau đó chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu của vàng xác nhận có giảm tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục canh sell, và có thể rằng chạm đến cái vùng mua mạnh khung ngày mà đảo chiều thì lúc đây chúng ta sẽ canh buy sau. Hiện tại thì chúng ta vẫn là canh sell và giữ cái TP của chúng ta đến cái vùng giá 1725 này, là một cái TP mình nghĩ là TP hợp lý và có khả thi. Đấy, thì trong tuần tới thì các bạn hoàn toàn có thể là kéo SL xuống dưới đây để bảo vệ cái lệnh vàng này, chắc chắn là chúng ta sẽ được kiếm tiền và không bao giờ bị mất tiền, bởi vì giá vàng dù sao cũng đã chạm hai lần đến ghi được vùng này và bật lên, nếu mà lần thứ ba phá xuống được thì chúng ta sẽ ăn TP, còn nếu mà giá vàng không phá xuống được mà đi lên thì hoàn toàn có thể retest lại cái đáy này. Đây là một cái đáy cũ trong cái xu hướng giảm của vàng ở time frame H1, cho nên là chúng ta có thể kéo TP thì chúng ta sẽ kéo TP xuống để bảo vệ cái lệnh vàng, nhưng mà chúng ta sẽ TP ở đây thì nó sẽ an toàn hơn, bởi vì hoàn toàn là vàng có thể retest lại cái đáy cũ này và tiếp tục đi xuống. Thì đây cũng chính là một cái kịch bản cho các bạn nào mà hiện tại mà các bạn, một là các bạn đã TP được lệnh vàng rồi, hai là các bạn chưa vào được cái lệnh sell vàng trong tuần vừa qua, thì trong tuần tới các bạn hoàn toàn có cùng một cơ hội nữa, đó là nếu mà chúng ta thấy giá vàng hồi lên, một là cái key level này, hai là cái vùng giá 1760, 1761 này mà vàng không có thể tăng lên được nữa, có những tín hiệu đến đảo chiều, bin 3 đảo chiều, Maribor và cái mô hình hai đỉnh trong một xu hướng giảm xảy ra tại đây, thì hoàn toàn các bạn có thể cánh sell và tiếp tục chúng ta sẽ lại TP xuống đến đây. Đây là một cái TP mà mình nghĩ là vàng sẽ chạm trong cái tuần tới. Thì đây được với con vàng. Đấy, thì chúc mừng các bạn là trong tuần vừa qua đã canh sell được theo cái kế hoạch của chúng ta đã lên trong tuần trước. Và các bạn nào còn giữ lệnh thì hãy quản lý lệnh của mình, rời cái SN của chúng ta xuống đây là một cái biện pháp an toàn và cũng đảm bảo rằng là cái lệnh của chúng ta vẫn có thể đi đích nếu tiếp tục giá đi trong xu hướng giảm. Còn bạn nào mà chưa vào được lệnh thì tuần tới các bạn hoàn toàn có thể canh sell vàng tiếp tục theo thao phim H1 tại cái vùng đá đáy cũ này, vùng giá 1760 hoặc là cái key level này, bởi vì hoàn toàn là vàng có thể tạo một cái mô hình hai đáy. Đây, mình vẽ cái mô hình của vàng, hoàn toàn là giá vàng có thể đi theo cái cấu trúc này, tạo cái mô hình hai đỉnh. Đấy, và tiếp tục giảm xuống. Ok, thì hoàn toàn là trong tuần tới thì các bạn có thể là một là canh sell ở đây, hai là chúng ta sẽ canh sell ở cái vùng tạo đáy cũ này của vàng ở vùng giá 1761 này để chúng ta TP xuống vùng 1725. Ok các bạn, cuối cùng chúng ta sẽ đến với cặp GU. Thì trong cái tuần trước, cuối tuần trước, đó là GU đang giá đang dừng lại ở cái key level của time frame H4 là cái vùng giá 1.374 này. Đấy, thì trong cái tuần trước thì mình và các bạn đã vào được một cái lệnh sell theo cái time frame H1
khi giá phá qua cái xu hướng tăng của tháng phiên 1 tại đây, và chúng ta đã canh sell và giữ đến cái vùng key level tăng của tháng phiên 4 chính là vùng 1.375, và chúng ta đã TP và cuối tuần là giá đóng cửa và làm đúng ở cái vùng giá, cái key level của tháng phiên H4 đang là một xuống tăng. Cái là giá chưa phá qua thì xu hướng H4 chúng ta vẫn đang xác nhận là một xuống tăng. Đấy, thì mình cũng đưa ra hai kịch bản cho các bạn. Một là các bạn sẽ đứng ngoài và chúng ta đã kẻ được cái key level của cái xu hướng giảm, key level quan trọng của xu hướng giảm H1 chính là vùng giá này, thì chúng ta sẽ chờ. Cái là nếu giá phá xuống thì chúng ta xác nhận là cái xu hướng của GU trong tham phim H4 đã chuyển từ giảm, từ tăng thành giảm, và lúc này là H4 và H1 hợp lưu cùng là một xu hướng giảm. H1 đang là xu hướng giảm và H4 bị phá qua cái key level tăng thì cũng là xu hướng giảm, và chúng ta sẽ canh sell xuống đến cái vùng mua, cái key level tiếp theo của cái tham phim ngày ở thế này. Đấy, thì cái kịch bản đầu tuần đã diễn ra là giá đã phá qua cái key level tăng của tham phim H4 và chúng ta xác nhận xu hướng của H4 đã đảo chiều từ tăng thành giảm và hợp lưu với xu hướng của H1, thì lúc này chúng ta chỉ canh sell xuống đây. Thì nếu các bạn nào giao dịch theo cái việc phá vỡ, có nghĩa là giá phá qua và xác nhận bằng cây nến đỏ ở đây, thì hoàn toàn các bạn có thể vào lệnh và chúng ta TP đến cái vùng giá ở time frame ngày là cái vùng giá này. Đấy, mình cũng đã kể cho các bạn, đây là một cái vùng giá, đây cũng là một cái key level của time frame ngày. Giá đầu tiên nó sẽ phải đến đây trước, sau đó có đi tiếp hay không thì vẫn cứ phải phản ứng ở đây. Thường ở các vùng key level quan trọng, đặc biệt là time frame lớn, thì thường là giá sẽ phản ứng chứ không mấy khi giá phá thẳng qua. Đấy, thì để TP an toàn trong tuần thì các bạn có thể TP đến đây. Đấy, nhưng mà nếu các bạn nào mà không giao dịch theo cái chiến thuật là phá vỡ, mà các bạn giao dịch theo chiến thuật là phá qua và retest lại, chúng ta chờ retest lại để chúng ta giao dịch là an toàn hơn, thì tuần vừa rồi, gần cuối tuần, GU cũng cho ta cơ hội để chúng ta vào lệnh sell sau khi xu hướng H4 đã chuyển từ tăng thành giảm hợp lưu với xu hướng H1. Đấy, thì các bạn thấy là giá phá qua và chạm đến cái vùng giá này và đã retest lại, thì trong cái time frame H4 thì đây chính là cái key level tăng của cái xu hướng H4 trước đó, và sau khi phá qua thì nó chính là một cái vùng giá có thể xảy ra đảo chiều khi giá hồi lại. Ok. Đấy, thì hiện tại thì các bạn có thể là sell theo time frame H1, chúng ta tìm cái điểm ở lệnh ở time frame 1. Đấy, thì hoàn toàn là khi vào time frame H1 các bạn thấy là khi giá hồi lại cái key level của H4 này. Đấy, chúng ta thấy là giá đã bị giữ chân lại bởi 4 cây nến. Và có thể là các bạn sẽ xác nhận vào lệnh bằng cây nến này là tạo cái mô hình 2 đỉnh trong một cái xu hướng giảm. Nhìn ở cái tham phim 1 này thì các bạn sẽ khó hơn, là nó không rõ ràng là hai cái đỉnh, nhưng với cá nhân mình nhìn quen thì đây chính là một mô hình 2 đỉnh trong một xu hướng giảm. Đây, mình sẽ vẽ cái cấu trúc của tham phim H1 của GU. Cái vùng giá này thì nó chưa bị phá qua đâu nhé, nó vẫn chỉ là vỡ giả thôi. Đây chỉ là vùng vỡ giả. Đấy, nếu vẽ cấu trúc của tham phim H1 GU chúng ta có thể vẽ như này, thì hoàn toàn là các bạn có thể vào lệnh sell của GU theo cái tham phim H1. Đây chính là cái mô hình 2 đỉnh đã được tạo ra trong cái xu hướng giảm của tham phim H1 trước đó, và nó tạo ra ngay tại cái key level của tham phim H4, cái key level quan trọng của xu hướng tăng trước đó đã bị phá qua và chuyển thành một cái vùng kháng cự. Thì hoàn toàn là các bạn có thể sell ở đây và chúng ta sẽ giữ cái lệnh đấy, TP đến đây. Thì hiện tại là giá đang chạy như này rồi, thì nếu các bạn nào theo dõi cái video của tuần trước thì các bạn có thể đã có cái lệnh này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trong tuần tới, chúng ta sẽ giữ cái lệnh này, giữ cái lệnh sell này. Chúng ta vẫn TP ở trên này và chúng ta sẽ TP xuống đến cái vùng đáy cũ này, đạt khoảng 1.28. Thì ok, là các bạn đang có lệnh sell rồi, thì các bạn sẽ tiếp tục giữ cái lệnh sell GU này theo cái xu hướng của time frame H1 và time frame H4 đang là xu hướng giảm. Và hiện tại thì nếu sang tuần giá phá qua được, và mình nghĩ khá cao bởi vì đây là lần thứ 3 rồi tại time frame ngày thì giá đã chạm đến cái vùng giá này. Thì như các bạn nhìn tổng quan thì các bạn sẽ thấy này, đây là lần đầu tiên giá chạm xuống đến cái vùng key level này. Đây, chúng ta nếu tóng sang thì nó sẽ là một cái đáy chặn đến vùng key level này, bật lên khá mạnh, sau đó tiếp tục giá chạm đến cái key level xuống giảm của tham phim ngày là chúng ta phân tích vài tuần trước đó, ta tiếp tục giảm mạnh xuống và đến cái vùng key level này, giá lại tiếp tục phản ứng đi lên đến đây, giá lần này lại tiếp tục đi xuống, và các bạn thấy là
các cái đỉnh sau của cái tham phim này ấy đang thấp dần đi. Và nếu lần này giá chạm đến cái kỳ vùng này nữa thì mình nghĩ xác suất cao là giá sẽ phá qua. Và phá qua rồi thì giá sẽ đến đâu? Thì đây là cái bức tranh của chúng ta sẽ nhìn ở tham phim tuần. Khi tham phim ngày chúng ta đã xác nhận được đây là một vùng hỗ trợ mạnh, nhưng mà lần này là lần thứ 3 và các đỉnh sau đang thấp ở đỉnh trước, thì mình đưa ra cái nhận định của mình là giá có thể sẽ phá qua. Và khi giá phá qua thì cái mục tiêu tiếp theo của giá sẽ là cái vùng giá này ở tham phim tuần. Ok, các bạn có thể nhìn đây chính là cái đỉnh cũ của tham phim tuần. Ok, đây là tham phim D, chúng ta nhìn thấy đỉnh sau cứ thấp hơn dần đi so với đỉnh trước, thể hiện cho một cái xu hướng giảm và cái áp lực bán đang tăng dần. Ở tham phim H4 và H1 bây giờ đang là xu hướng giảm. Đấy. Chừng nào mà giá chưa phá qua được cái vùng giá này thì tham phim H1 vẫn là xu hướng giảm các bạn nhé. Và chúng ta đang có cái lệnh sell tại cái vùng đáy cũ của cái xu hướng H4 trước. Ok, đấy thì khi nào mà giá vẫn chưa phá qua đây được thì xu hướng của H1 và H4 vẫn là một xu hướng giảm. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể là TP an toàn và hợp lý, thì mình nghĩ là TP ở đây với những cái bạn mới và để đảm bảo chắc chắn là chúng ta sẽ có lợi nhuận. Còn nếu bạn nào tự tin hoàn toàn có thể giữ cái lệnh GU trong tuần tới đến đây, cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ nghĩ là các bạn trong tuần tới của GU chúng ta sẽ tiếp tục canh sell theo tham phim H4 và H1, và mục tiêu giá tiếp theo của chúng ta sẽ là đây. Và khi giá mà phá qua được cái vùng này của tham phim này thì chúng ta sẽ tiếp tục xác nhận cái cấu trúc giảm của cái tham phim H1, và lúc đấy chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch theo cái tín hiệu của tham phim H1, cái cấu trúc của tham phim H1 và H4 đang là xuống giảm, và mục tiêu giá của chúng ta sẽ là vùng giá 1.348 này, có thể 1.35. Ok. Đấy thì còn đầu tuần thì các bạn đã có cái lệnh sell của tuần trước rồi, thì hoàn toàn là các bạn có thể giữ cái TP lên đây để chúng ta có được một cái lệnh chắc chắn, chúng ta mang tiền về trong tài khoản trước và để cho cái tâm lý các bạn thoải mái hơn, và chúng ta tiếp tục chờ giá phá qua được cái vùng này dứt điểm vào trong tham phim H1, chúng ta có thể kẻ cái này ở tham phim H1 chúng ta nhìn nó dễ. Đấy, giá phá qua được cái vùng này dứt điểm xuống để xác nhận cái xu hướng của H1 tiếp tục giảm, và lúc đấy chúng ta sẽ lại vẽ lại cấu trúc của thị trường ở tham phim H1 và chúng ta sẽ đi tiếp theo H1, và mục tiêu giá tiếp theo của giá hướng đến sẽ là 1.348 hoặc là 1.35 ở đây. Thì cuối tuần chúc các bạn có một tuần mới giao dịch nhiều hiệu quả, và chúng ta sẽ kiên trì chờ những cái setup đẹp theo đúng cái cấu trúc mà chúng ta phân tích và cái time frame chúng ta hướng theo để có những cái lệnh an toàn. Dù chúng ta có thua thì chúng ta vẫn thua trong cái việc chúng ta đang kiểm soát, và chúng ta sẽ TP nhiều hơn để tổng tuần chúng ta vẫn có chiến thắng, tổng tháng chúng ta có chiến thắng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.